13.900K, hung thần về hiệu năng, tộc trưởng tộc gaming cũng là chiến thần về nhiệt độ, đơn giản bởi vì nó quá là nóng với số lượng nhân và luồng của nó. Nhưng câu hỏi được đặt ra rằng, liệu một chiếc tản nhiệt khí có thể làm mát được chiếc CPU này không? Mình đang có ở đây là một đống tản nhiệt khí luôn, tầm 9 cái, giá dao động từ khoảng tầm 500 cho tới 3 triệu. Và liệu rằng nó có làm mát được i9 không? Hãy cùng test xem nhé! Hãy nói về những chiếc tản của chúng ta đi. AG400, mức giá 499, tản một tháp, 4 ống đồng 6 ly, một quạt 120 RGB sync, cao 150mm và lắp RAM thoải mái. Tiếp theo, Deepcool AG620, 1.399, tản 2 tháp, 6 ống đồng 6 ly, 2 quạt RGB sync, cao 157 và lắp được RAM 45mm. Thêm nữa ta sẽ có Deepcool AK500, 1.399, một tháp 5 ống đồng 6 ly, một quạt 120 màu đen, cao 158, RAM chỉ được 44mm thôi. Zonbo HX7280, mức giá 1.499, 7 ống đồng 6 ly, hai quạt 140 đen hoặc là một quạt 120, một quạt 140, cao 155 và lắp được RAM 45mm khi ở độ cao đó. Thermalright Frost Commander 140, mức giá 1.789, hai tháp, hai quạt, một quạt 140, một quạt 120 màu trắng, cao 158 và chỉ lắp được RAM 45mm. Ta vẫn còn có đó chính là Deepcool AK620, mức giá 1.899, 2 tháp, 6 ống đồng 6 ly, 2 quạt 120 màu đen, chiều cao 160 và có thể lắp được RAM cao lên tới là 47mm. Và cuối cùng là hai chiếc tản của Noctua, NHU12S 2.329, 1 tháp, 5 ống đồng, một quạt 120, cao 128 và có thể lắp RAM 41mm. Và cuối cùng, NHD15 đến từ Noctua, 2.989, tản 2 tháp, 6 ống đồng, một quạt 140 màu đen, có thể lắp RAM 66mm ở chế độ cơ bản. Tất cả những chiếc tản nhiệt này sẽ được test với cả cấu hình là i9-13900KF với cả chiếc main Z790 StrixF đến từ Asus. Và tất nhiên rồi, chúng mình sẽ để ở Open Test Bench anh em nhé. Vậy tức là khi mà anh em test những kết quả này, anh em phải cộng thêm vài độ cho mình để đảm bảo được rằng là kết quả là đúng nhất. Và cùng với phần mềm thì mình dùng là Cinebench R233 test cả single core và multi core. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu về đến với kết quả nhé. Hãy bắt đầu nói về đơn nhân thì với tất cả những chiếc tản đây đều có thể giúp cho chiếc CPU i9-13900KF của chúng ta có thể lên được mức là 5.8GHz. Sẽ hơi giảm xuống một chút 5.5 nhưng nó cứ boost lên boost xuống liên tục như vậy. Còn về nhiệt độ thì những chiếc tản đây đều tăng dần tùy vào các loại tản anh em nhé. Với mức nhiệt độ nóng nhất là 74 độ cùng chiếc AG400 ở đây, còn mức nhiệt độ mát nhất khi đơn nhân là chiếc U12S của Noctua này. Nhưng đấy chỉ là nhiệt độ mà thôi. Khi mà mình bắt đầu nói đến cái số điểm đơn nhân sau 5 lần test của mình ấy, thì chiếc AG400 này lại là một trong những điểm cao nhất, đặt ngang gần như ngang hàng với cả những chiếc tản to như là NHD15 này, như là AK620 này, với cả mấy cái chiếc này ở đây. Còn chiếc U12S này lại là một chiếc có mức gọi là điểm thấp nhất trong tất cả. Nhưng em phải để ý là cái số điểm này thì anh em không nên so sánh quá là nhiều, đơn giản bởi vì khoảng cách của nó chỉ là hàng chục mà thôi, chứ chưa phải là hàng trăm hay hàng nghìn gì cả. Thế nên với những chiếc tản mà anh em sử dụng đơn nhân ấy thì anh em nên sử dụng từ chiếc AK620 này trở lên anh em nhá, như biểu đồ mình đã nói rồi đấy. Nhưng đấy là đơn nhân, đa số anh em sử dụng chiếc 13900K này với mục đích là đa nhân cơ. Vậy thì liệu rằng những chiếc tản ở đây có cân được không? Hãy bắt đầu nói về xung của nhân P đi. Thì những cái chiếc tản ở đây đều có thể đáp ứng được ở mức gần 5 với cả 5GHz anh em nhé. Ở vị trí đầu tiên sẽ là chiếc tản AK620 và NHD15 với mức xung của 13900KF là 5.2GHz anh em ạ. Kế tiếp đó chúng ta sẽ có AK500 và AG620 ở mức xung khoảng tầm gần với cả 5.2. Còn ở vị trí thứ tư sẽ là vị trí của chiếc Thermalright này khi mà xung chỉ đạt được là 5.08. Còn hai chiếc tản bao gồm chiếc U12S và chiếc AG400 đây thì lại ở mức best rồi, ở mức xung gần với cả 5GHz mà thôi. Còn với xung nhân E thì anh em có thể thấy đấy, cái mức xung của nó cũng khá là tương đồng, tức là vị trí xếp hạng của nó ấy, cũng khá là tương đồng với cả những chiếc tản còn lại, khiến cho mình cảm thấy rằng là cũng không quá quan trọng đâu. Quan trọng ở đây là mức nhiệt. Tất cả những chiếc tản của chúng ta đều dao động vào khoảng tầm từ 80 tới 90 tới 91, 92 gì đấy, với chiếc nóng nhất là chiếc AG620 này đây.
nhớ anh em đã hỏi là tại sao mà hai chiếc U12S này với cả chiếc AK400 này là tản một tháp thôi mà lại thắng được một chiếc tản hai tháp. À, đơn giản bởi vì khi mà anh em xem cái số điểm CR23 đa nhân của nó ấy, thì nó thấp hơn kha khá so với cả những chiếc tản khác. Một điều mà mình thất vọng ở đấy là chiếc Thermalride này. Chiếc Thermalride này là một chiếc tản mà mình cũng đặt khá là niềm tin vào, nhiều niềm tin nhá. Nó là 140 này, nó hai khối này, nó còn màu trắng nữa, nhưng số điểm của nó thì lại thấp đến vô cùng. Nhưng trong bóng tối chúng ta sẽ có ánh sáng. Chúng ta đã tìm được một chiếc tản tốt hơn cả NHD15. Đó chính là chiếc AK620 này. Anh em có thể thấy đấy, cái mức nhiệt độ của nó mát hơn NHD15 khoảng tầm có không phải mấy độ thôi, nhưng mà với một số điểm cao hơn anh em nhá. Chiếc đây, chiếc Zonbo đây cũng cao hơn, cũng thấp hơn về nhiệt nhưng mà lại bị thấp điểm hơn về NHD15. Đây là mình có thể thấy rằng là Deepcool họ đã gọi là tinh chỉnh rất nhiều, họ đã làm việc rất nhiều, họ đã nghiên cứu ADNA rất nhiều để tạo ra một chiếc tản cực kỳ là chất lượng như thế này. Đấy, và mình cũng thấy khá là ấn tượng với cả kết quả của chiếc tản ở đây, chiếc tản AK500. Mình không biết là sao, nhưng mà có vẻ như là tại vì là cái nhân E và nhân P của nó đều boost lên rất là tốt, rất là ổn, khiến cho số điểm của chiếc tản này lên cao hơn hẳn so với cả những chiếc tản khác. Thế nên là nếu mà anh em muốn lựa chọn cho đa nhân và chạy cơ bản của chiếc 13.900KF ấy, thì đây, chiếc này AK620, AK500 và NHD15 là sự lựa chọn hợp lý. Nhưng mà câu hỏi cuối cùng mà mình muốn đặt ra đó chính là liệu rằng một chiếc tản lướt có đánh bại được những chiếc tản khí này không? Thì mình có ở đây đây là một chiếc tản nước đến cũng từ Deepcool luôn, đó chính là chiếc LS520. Thì chiếc tản nước này có mức giá cũng khá là ổn thôi, chỉ có 2.499.000. Thì câu trả lời là chiếc tản này đánh bại có thể nói là hết luôn anh em nhá. Bài đơn nhân thì không nói làm gì, tại vì nó chỉ là một nhân thôi. Có vẻ như là cái độ đều của máy tiếp xúc của chiếc tản này không đạt được cái độ mượt nhất, khiến cho cái xung đồng thời cái nhiệt nó chưa được xịn sò bằng như là chiếc U12S này hoặc là những chiếc AK620 này. Nhưng ở bài đơn nhân anh em phải nhìn thấy, nhìn phát là hiểu luôn, chiếc tản này mát hơn so với cả những chiếc tản to nhất. Chiếc tản gì to nhất tại đây tận gần 6 độ anh em nhá, tức là ở mức 83 độ, trong khi mức điểm cũng rất rất là cao. Điều này có nghĩa rằng là sao? Những chiếc tản khí này với 13.900K ấy thì nó cũng đã chạm đến gọi là giới hạn của tản nhiệt khí rồi, khiến cho cái tản nhiệt khí chúng ta không còn thể làm mát được chiếc 13.900K nữa, và lúc đấy thì chúng ta phải bỏ ra tiền nước. Nhưng câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cùng đó chính là câu hỏi về giá tiền. Nếu mà anh em cái chiếc tản nhiệt nào mới là cái chiếc tản nhiệt đem lại nhiều mức hiệu năng nhất trên giá tiền, thì mình xin phép trả lời anh em như sau. Mình sử dụng một chút bài toán đi, tức là mình sẽ tính điểm hiệu năng cũng cả điểm giá tiền, rồi xem con tản nào là con tản với mức điểm cao nhất. Đấy, dựa theo những phép tính toán của mình sẽ xếp hạng những chiếc tản này dựa theo đó chính là số điểm đơn nhân này, số điểm đa nhân này, số điểm số nhiệt này ở trong đơn nhân và đa nhân. Tức là ví dụ như những chiếc tản nóng nhất, những chiếc tản tệ nhất, những chiếc tản số điểm thấp nhất thì mình sẽ cho điểm 1. Còn những chiếc tản mát nhất, số điểm cao nhất thì mình sẽ cho điểm 9 nha anh em nhá. Bởi vì ở đây là có tổng cộng là 9 chiếc tản. Thế thì chúng ta sẽ có, nếu mà tiền là một vấn đề quan trọng với anh em, thì chiếc tản với số điểm cao nhất đó chính là AK620. Tiếp theo nó sẽ là AK500 ở khu vực này. Rồi, và sau đấy sẽ là chiếc LS520 đây. Đó, đều là hiệu năng giá tiền khá là tốt. Sau đấy chúng ta sẽ có đó chính là chiếc Zonbo HX7280 này. Tiếp theo đó chính là chiếc Thermalride Frost Commander các kiểu, được số điểm là 24. Và theo nữa chúng ta sẽ còn có đó chính là chiếc AG400 này, chỉ có 500.000 thôi, nhưng nó được một số điểm nằm ở giữa, ở trung bình đấy anh em ạ. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có NHD15 này, rồi tiếp theo sẽ là U12S này, và cùng là AG620. Còn nếu mà tiền không là vấn đề với anh em ấy thì tản nhiệt nước sẽ vẫn là một lựa chọn khá là ok. LS520 sẽ là đứng đầu này, tiếp theo sẽ vẫn là AK620 này, rồi AK500 này, H7280X này, Thermalride này, rồi mới đến là NHD15S, U12S, A400, rồi đến là AG620. Thế mình sau cái kết quả bài này đúng không, mình nhận thấy rằng là ok, có vẻ như là trong thời điểm hiện tại thì chiếc 13.900KF vẫn hơi khó để tản nhiệt với cả một tản nhiệt khí này, mặc dù mình còn chưa bật mở khóa PL1 với PL2 anh em nhé. Thế nên là nếu mà anh em muốn tản nhiệt được chiếc tản nhiệt đấy thì hãy lựa chọn một chiếc tản nhiệt nước, ví dụ như là chiếc Deepcool LS 520 này. Còn nếu mà anh em vẫn muốn dùng tản nhiệt khí thì mình nghĩ rằng hai chiếc tản nhiệt này đây AK500 và AK620 này là hai chiếc tản nhiệt với một mức giá thấp, một mức giá ổn áp nhưng hiệu năng cực kỳ là cao, đặc biệt nếu mà anh em muốn sử dụng với cả i7 hoặc là cả i5 nữa. Và mình thực sự cảm thấy ấn tượng khi mà một chiếc tản nhiệt chỉ có mức 500.000
đã gần như có thể đụng chạm với cả một chiếc tản nhiệt có mức giá là hơn 2 triệu như này. Thế rồi, và đấy là cái kết quả của mình. Mình đã test ra tất cả những thứ mà mình muốn test để ra được là ok, tản nào anh em nên mua, tản nào anh em nên chọn. Cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn anh em tại video sau nhé.